Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoành Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Phụ nữ cần hiện diện nhiều hơn trong việc đào tạo linh mục. Giáo hội Trung Quốc, sự hồi sinh tâm linh giữa đại dịch Covid-19. Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngân quỹ An Follow đệ nhất. Tin Vatican, phụ nữ cần hiện diện nhiều hơn trong việc đào tạo linh mục. Đó là lưu ý của Đức Hồng Y Mark Olic, Bộ trưởng Bộ Giám mục, liên quan đến vai trò của phụ nữ trong việc đào tạo linh mục trong các cộng đoàn giáo xứ và bao quát hơn là trong đời sống của giáo hội. Rõ ràng là phụ nữ chiếm phần lớn trong số những người lãnh nhận các hoạt động mục vụ của linh mục, cũng như cộng tác với linh mục trong các hoạt động đó số 151 trong chỉ nam đào tạo linh mục do Bộ Giáo sĩ ban hành vào năm 2016 có viết Sự hiện diện của phụ nữ có giá trị riêng trong tiến trình đào tạo chủng viện kể cả các việc nhìn nhận sự bổ trợ giữa nam và nữ. Đức Hồng Y nói thêm, phụ nữ có thể tham gia tiến trình đào tạo bằng nhiều cách như dạy thần học, triết học và linh đạo. Họ có thể là thành phần của ban đào tạo đặc biệt là trong việc phân định ơn gọi trong lãnh vực này chúng ta cần ý kiến của các phụ nữ cần trực giác và khả năng của họ trong việc nắm bắt những khía cạnh nhân bản nơi các ứng viên khả năng trưởng thành tình cảm hay tâm lý của các ứng viên về mặt đồng hành thiêng liêng chắc chắn phụ nữ có thể trợ giúp nhưng tôi tin rằng một linh mục đồng hành cho các ứng viên linh mục thì tốt hơn thay vào đó phụ nữ có thể đồng hành trong việc đào tạo nhân bản. Mà theo tôi, đây là phương diện chưa khai triển đầy đủ trong các chủng viện. Cần đánh giá mức độ tự do của các ứng viên, khả năng thống nhất bốn chiều kích đào tạo, khả năng thiết lập, chương trình sống và căn tính xã hội và tâm lý giới tính của từng ứng viên. Nhưng trong thực tế, theo Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Giám mục thì vấn đề phụ nữ tham gia vào tiến trình đào tạo linh mục vẫn còn nhiều việc phải làm, mô hình giáo sĩ vẫn còn và do đó cần phải có một cuộc cách mạng văn hóa. Tin Giáo hội Trung Quốc. Giáo hội Trung Quốc, sự hồi sinh tâm linh giữa đại dịch Covid-19. Vài năm trước Chính quyền trung ương Trung Quốc đã thực hiện các quy định mới về thực hành tôn giáo. Chủ tịch Tập Cận Bình cấm việc hướng dẫn về tôn giáo cho người trẻ tuổi dưới 18 tuổi. Bây giờ, sự cô lập của đại dịch Covid-19 đã tạo điều kiện cho việc giáo dục tôn giáo cho những người trẻ tuổi qua các chương trình phục vụ và cầu nguyện online. Nhà văn Teresa Xiao có trụ sở tại Thượng Hải cho biết Mặc dù đại dịch đã dẫn đến sự phong tỏa các ngôi làng, nhưng các linh mục đã không ngừng hoạt động mục vụ trực tuyến, đặc biệt qua kinh quy chat. Về phía các gia đình, họ tìm cách cầu nguyện thường xuyên hơn với nhau, tham dự những nghi thức phụng vụ phụ lời Chúa, thánh lễ online. Các trẻ em được học kinh thánh và tham gia phụng vụ phụ trực tuyến. Tại Trung Quốc, trong Tam Nhật Thánh vừa qua, khi lệnh cách ly giảm nhẹ, các linh mục và tu sĩ đã có thể đến thăm người bệnh, ban bí tích giải tội và cầu nguyện cho những người quá cố trong cơn đại dịch. Tin Vatican Đức Thánh Cha Francisco thành lập ngân quỹ Joan Paulo đệ nhất. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập ngân quỹ Joan Paulo đệ nhất theo giáo luật và luật của quốc gia thành Vatican để đào sâu thân thế, tư tưởng và giáo huấn của vị tiền nhiệm đáng kính. Doan Paolo đệ nhất, Abino Luciani và cổ võ việc học hỏi và phổ biến các tác phẩm của Ngài. Trong phút chiếu ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết buổi tiếp kiến dành cho Ngài hôm ngày 10 tháng 2 trước đó Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định thành lập ngân quỹ này. Mục đích của ngân quỹ Joan Paulo đệ nhất là chăm sóc bảo tồn các di sản văn hóa và tôn giáo cho Đức Giáo Hoàng Joan Paulo đệ nhất để lại. Thúc đẩy và sáng kiến như hội nghị, hội họp, hội thảo và học tập, thiết lập giải thưởng và các học bổng, lo về các hoạt động xuất bản bằng cách xuất bản các kết quả học hỏi và nghiên cứu của chính tổ chức này Cũng như tác phẩm Của bên thứ ba Đề sức ngân quỹ này Như là một điểm tham chiếu Ở Ý và ở nước ngoài Cho những người hoạt động Trong cùng lĩnh vực Và có cùng mục đích Đức Giáo Hoàng Joanne Fallot Đệ nhất tên là Albino Luciani Sinh ngày 17 tháng 10 Năm 1912 Tại Forno di Canele Tỉnh Belluno Ngài được thủ phong linh mục vào tháng 7 năm 1935, được Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ 23 bổ nhiệm làm giám mục của Vittorio Veneto vào năm 1958 và được Đức Giáo hoàng Gioan Paolo 6 bổ nhiệm làm thượng phụ Venezia. Ngày 5 tháng 3 năm 1973, ngài được thăng làm hồng y và ngày 26 tháng 8 năm 1978 trong mực nghị hồng y sau khi được đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ sáu qua đời ngài được bầu chọn làm giáo hoàng với tên hiệu là Gioan Phaolô 2, để kính nhớ hai vị tiền nhiệm Gioan Phaolô thứ hai mươi ba và Phaolô thứ sáu nhưng đức Gioan Phaolô thứ nhất đã đột ngột qua đời vào ngày hai mươi tám tháng chín sau đó chỉ sau ba mươi ba ngày làm giáo hoàng tiểu sử của đức gioan pha-lô đệ nhất là tiểu sử của một mục tử gần gũi với mọi người tập trung vào bản chất của đức tin và với sự nhạy cảm phi thường về xã hội giáo lý của ngài rất hợp thời sự gần gũi khiêm nhường đơn giản xác tín về lòng thương xót của chúa tình yêu đối với tha nhân và sự liên đới là những đặc điểm nổi bật của ngài một điểm tin giới hội hoành vũ của trang thông tin giáp phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.